Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Jobstart, nơi uy tín tìm việc làm, tìm việc nhanh, 562-691-4266. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, toàn thể nhân loại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, đang hướng về thành phố Houston với một cái cơn bão có thể nói rằng là khắc nghiệt nhất trong gần cả một thập kỷ này. Nhưng đến bây giờ thì những sự kiện gì đang xảy ra ở tại Bắc Hàn? Tất cả những liên quân của Hoa Kỳ và Nam Hàn đang có những cái cuộc thao dượt quanh vùng biển, vùng vịnh Bắc Hàn. Tuy nhiên, ngày hôm qua thì một trong những sự kiện đã làm cho nhiều người quan tâm và chú ý đến rất nhiều, khởi đi những cái sự kiện đó như thế nào, thưa anh Tuấn? Kính thưa quý vị, theo như hãng thông tấn John Huff cho biết rằng khoảng 5 giờ 57 phút sáng theo giờ địa phương thì một quả tên lửa đạn đạo được phóng ra ở ngay tại khu vực Susan của bên phía Bắc Hàn đã được đưa ra và cũng giống như bay ngang qua lãnh thổ Nhật Bản. Đây là cái mấu chốt rất là quan trọng, bởi vì rất ít lần coi như là thử hỏa tiễn của bên phía Bắc Hàn, nhưng đây là một trong những lần mà Bắc Hàn đã coi như là vượt quá tầm kiểm soát khi mà cho bắn một cái quả hỏa tiễn này bay hơn 2.700 cây số và đạt ở độ cao là 550 cây số so với mặt nước biển và bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Ngũ giác đài đã xác nhận rằng đúng, thực sự là quả hỏa tiễn đạn đạo Bắc Hàn đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Nhưng một cái câu hỏi đặt ra đó là lý do vì sao, như quý vị cũng đã biết rằng hiện tại bây giờ Nhật Bản đang có hệ thống phòng thủ hỏa tiễn gọi là Patriot, thì không có bất cứ một cái dấu hiệu nào cho thấy rằng coi như là hệ thống hỏa tiễn này coi như là đánh chặn những cái hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn, bởi vì nó đã đi qua lãnh thổ Nhật Bản, thưa anh. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một câu hỏi mà Thủ tướng Abe hôm qua đã gặp gỡ tất cả các báo chí, và sau khi mà một trong những cái hỏa tiễn có tầm cao 550 km đã bay ngang qua không phận của Nhật Bản với một cái chiều dài 2.700 km và sau đó rớt xuống ở Biển Đông. Tất cả những câu hỏi đặt ra là liệu Nhật Bản với tất cả những phương tiện phòng thủ gồm có dàn hỏa tiễn Patriot, còn hỏa tiễn THAAD, thế tại sao không bắn hạ hỏa tiễn đó đang khi ở trên không phận? Kính thưa quý vị, đó là một trong những cái hành động của những vị lãnh đạo. Họ chịu trách nhiệm hoàn toàn với tất cả những sự sống còn của nhân loại. Và điều mà người ta nói rằng, thứ nhất là vấn đề chuẩn bị tất cả những cái phương tiện để bắn tất cả những cái hỏa tiễn khi họ đến có những cái gọi là cái plan, cái kế hoạch bắn vào đất liền của Nhật Bản. Còn đây là một chiếc hỏa tiễn bay ở trên cao thì chưa có một cái sự chuẩn bị, theo tất cả các giới và am hiểu cho biết như vậy. Những cái vấn đề chính ở đây không phải là vấn đề bay trên cao mà vấn đề ảnh hưởng như thế nào. Vì chưa xác định được cái tầm mức hỏa tiễn nó mang một cái ảnh hưởng như thế nào. Nếu chúng ta bắn hỏa tiễn và hỏa tiễn rớt xuống ở ngay tại, có thể nói ở ngay lòng đất của Nhật Bản, là một sự việc gây ra một cái sự kiện mà có thể nói không thể kiềm chế được. Đó là một trong những lý do mà ông Abe đã đưa ra vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, điều mà người ta nói đến, nếu để lơ như vậy thì tất cả những cái sự việc sẽ như thế nào, khi đây là một cái thông điệp thách thức từ Bắc Hàn đến đi, và liệu tất cả các quốc gia ở trong khu vực bao gồm cả Hoa Kỳ sẽ có những cái hành động như thế nào đối phó với cái sự việc mà có thể nói quá tiêu cực của ông Kim Jong-un. Lấy nhiên hôm nay vào ngày thứ ba thì Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, sau khi đã có những cái lời khẩn khoản yêu cầu mở những cái cuộc họp và đưa đến một cái vấn đề gọi là kế hoạch để làm sao ngăn cản được cái vấn đề này. Nhưng có một cái điều mà thưa anh Tuấn, chúng ta học được qua cái vấn đề gọi là hỏa tiễn bắn đi từ ngày hôm qua. Ngày hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả các hỏa tiễn có của Bắc Hàn có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc là đạn đạo phá hủy rất nhiều, sẽ có thể đi đến đảo Guam bất kỳ lúc nào, thưa anh Tuấn. Đó là một trong những cái vấn đề mà người ta nói đến rất là nguy hiểm. Và thưa quý vị, 24 trên 24 các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ luôn có những vệ tinh để mà do thám tình hình toàn bộ khu vực mà lãnh thổ của Bắc Hàn. Và theo như nguồn tin từ bên phía tờ Washington Post đưa ra đó, thì dựng theo nguồn tin của cơ quan tình báo, họ biết rằng họ biết trước được
là cái vụ thử hỏa tiễn đạn đạo này sẽ diễn ra ở ngay tại khu vực Suning. Bởi vì họ nói rằng ngay một vài tiếng đồng hồ trước khi mà bắn ra hỏa tiễn trở nên đó, thì họ đã thấy những cái dàn xe từ trên phía vệ tinh nhìn xuống. Họ thấy những cái dàn xe di chuyển tại các khu, coi như là các khu bãi trống để thử. Và cũng theo như nguồn tin họ nói rằng những hỏa tiễn này họ đã xác định rằng coi như là không có phải là mối đe dọa với lại bên phía Bắc Mỹ, với lại lãnh thổ của Hoa Kỳ, thành thử ra họ cũng để cho Bắc Hàn coi như phóng hỏa tiễn như vậy. Thật sự đến bây giờ người ta không có thể nói rằng để cho Bắc Hàn làm được cái công việc đó, vì thế giới đã nhận được cái thông điệp mới nhất của Triều Tiên một cách rõ ràng. Chính quyền này có thể đã thể hiện sự coi thường nhất với tất cả các nước láng giềng ở trong khu vực, đối với tất cả các thành viên của Liên Hiệp Quốc và với các tiêu chuẩn tối thiểu về hành vi quốc tế có thể chấp nhận được. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump trong ngày 29 tháng 8 đã nói với hãng thông tấn AT như vậy. Và ông Trump ám chỉ việc Triều Tiên sáng hôm nay phóng một tên lửa ở từ Sunan gần Bình Nhưỡng theo hướng đông. Tên lửa này đã bay qua Nhật Bản và rơi xuống Bắc Thái Bình Dương. Các hành động này có tính cách đe dọa và làm mất ổn định các nước ở trong khu vực và làm chính quyền trong địa phương, chính quyền Triều Tiên ở trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi với tất cả các phương pháp và tất cả các phản ứng nói thêm, và chúng tôi đã có sẵn tất cả các phương pháp để làm sao giải quyết được vấn đề. Đó là một trong những lời nói rất là mạnh dạn của Tổng thống Donald Trump. Nhưng chỉ vài giờ sau khi tên lửa đã được phóng đi và rớt xuống ở Biển Đông, việc gì đã xảy ra với quân đội của Nam Triều Tiên? Đó là việc Tổng thống Nam Triều Tiên, ông đã cho biết rằng hai chiếc máy bay F-15K đã thả xuống 8 quả bom MK-84. Mỗi quả bom như vậy nặng tới 2.000 pound. Và đây là một trong những cái chủ đích có thể để hủy diệt chính quyền của Kim Jong-un khi mà tất cả những cái điều kiện không cho phép chúng ta phải đối diện với một cuộc chiến tranh hạt nhân. Và hôm qua thì tất cả các mục tiêu ở tại tỉnh Pisun đã cho thấy ở gần cái thành phố Pisun và tên là Wangon, cái tỉnh Wangon ở phía đông của Seoul, gần có 5 giờ lái máy bay đến đó, 5 giờ lái xe thôi. Yeah. Thì tất cả hai máy bay F-15 đó họ đã thả MK-84. Như đây là một cái phần của một cái cuộc diễn tập bắn đạn thật của Hàn Quốc vào sáng thứ ba, để trong cái cương vị mà nếu xảy ra cái sự kiện đột ngột như vậy thì tất cả các máy bay của Nam Hàn có thể đổ tất cả các loại bom MK-84 vào các cái tư dinh, vào dinh thự và tất cả cơ quan chính quyền của Bắc Hàn, và họ sẽ đánh đi coi như lật đổ toàn bộ chế độ của Bắc Hàn. Đó là một trong những cái sự việc mà Nam Hàn họ đưa ra vào ngày hôm qua. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng một trong những sự kiện mà người ta nói đến rất nhiều là phía Trung Quốc. Phía Trung Quốc họ sẽ nói gì, họ sẽ làm gì? Trung Quốc họ nói rằng là cái đỉnh cao của căng thẳng Triều Tiên đã lên một cái đỉnh có thể nói là tột bậc. Và Trung Quốc họ cảnh báo rằng nếu cái không khí căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên mà lên đến cái đỉnh cao này thì chúng ta phải làm gì để chuẩn bị cho một cái sự đối phó đóng lại tên lửa của Bắc Hàn. Bà Hạ Xuân Ánh là một trong những phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã kêu gọi tất cả các bên nên tránh khiêu khích, để đề nghị Triều Tiên đừng dùng cái tên lửa để đối lấy việc Mỹ và Hàn Dục đang hiện nay đang tập trận. Một cái sự việc tuyên bố có thể nói không lấy một cái điều gì căn bản để nói, tránh những điều khiêu khích mà trong lúc đó Bắc Hàn là người đưa ra cái khiêu khích, thưa anh Tuấn. Đó là một trong những cái vấn đề mà bà Hoa Quốc Ánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, luôn luôn hướng về tất cả những cái sự việc và lại lấy không lấy làm gì về nặng nề và có trách nhiệm đối với Bắc Hàn trong ngày hôm nay, thưa anh Tuấn. Trong một lúc đó thì những nguồn tin tình báo đó cho biết rằng ông Kim Jong-un coi như là đã có những người coi như là đặc nhiệm mật vụ của KGB đến để bảo vệ, thưa quý vị, và cho thấy được là không những là Trung Quốc mà kể cả hiện tại bây giờ nước Nga vẫn là những quốc gia mà đứng đằng sau Bắc Hàn để mà giật dây giữa những cái căng thẳng giữa Bắc Hàn và các nước phương Tây. Trong một lúc đó thì nguồn tin của Nam Hàn cho biết rằng vợ của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã sanh đứa con thứ ba vào hôm tháng 2 năm nay, thưa quý vị. Và một lần nữa bên phía hãng tin cho biết rằng theo như những gì mà chúng tôi được biết rằng bà ấy, tức là người ta ý dám chỉ người vợ của Kim Jong-un, Ri Soi-soo, vẫn là người có một cái sức ảnh hưởng ở ngay tại đất nước Bắc Hàn này. Không biết là Kim Jong-un sẽ làm gì, bởi vì bây giờ thì đang có con nhỏ, và cũng như là giữa tình hình căng thẳng như vậy, liệu ông có coi như là bị nhức đầu với những gì diễn ra không ạ? Thật sự mà nói đến vấn đề Kim Jong-un là một trong những con người bất thường.
ông ta đến bây giờ cả thế giới không ai có thể nói chuyện được với ông, dù rằng Rex Tillerson đã đưa ra những cái điều kiện là muốn thương lượng nói chuyện với Bắc Hàn. Điều mà người ta có thể nói rằng là để cho Kim Jong-un nhảy một cái bước nhảy bảy bước. Tuy nhiên điều đó có nghĩa rằng không có một cái kiềm chế nào Kim Jong-un. Yeah. Cái vấn đề chính sách đến bây giờ là thế giới phải làm gì với Bắc Triều Tiên? Lẽ dĩ nhiên người ta sợ, lo ngại cho một cái cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra. Nhưng những cái sự kiện mà ngay cả Trung Quốc cũng cho thấy rằng cái tình hình đã lên đỉnh cao. Nếu ngay cả Trung Quốc và Nga sâu không có những cái biện pháp nào để kiềm chế thì Kim Jong-un cũng chỉ là một Kim Jong-un mà thôi. Lẽ dĩ nhiên đến bây giờ thì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái thông điệp rõ ràng với ông Thủ tướng Abe. Ông nói ngày vào ngày hôm qua, chúng tôi sẽ là 100% đứng sau Nhật Bản và tất cả cái hành động nào khiêu khích của Bắc Triều Tiên sẽ bị trừng phạt và chúng tôi phải có một cái kế hoạch để ngăn chặn lại cái sự khiêu khích này. Điều mà người ta nói đến là Nhật Bản nằm ở trong tầm phóng và có thể nói là một quốc gia thù nghịch với Bắc Triều Tiên đã từ lâu. Liệu Nhật Bản sẽ có những cái hành động tiên khởi như thế nào? Việc tất cả những cái hỏa tiễn đã bay qua trên không phận của Nhật Bản là một trong những sự việc mà người dân Nhật Bản hôm qua đã tỏ một cái thái độ rất là có thể nói rằng là quá sức tưởng tượng, là họ nói rằng là đến lúc chúng ta không thể chịu đựng được nữa và chúng ta phải có hành động trừng phạt Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, đó là những cái sự kiện mà chúng ta đang sống trong một cái thế giới luôn luôn bởi kích động, bị kích động và đe dọa bởi một cuộc chiến tranh sắp đến với một trong những nhà lãnh đạo mà có thể nói là tên độc tài nhất trên thế giới, đó là Kim Jong-un. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.